DJ. Sao ta? Thì ra là cậu, làm tớ giật mình quá. Cậu làm gì ở đây vậy? Tớ được L'Oreal đại nhân gửi đến đây để khám phá kiểm tra khe nứt hỗn mang. Chắc là không có vết nứt nào ở quanh đây đâu. Vậy sao ta đến trường làm gì vậy? Tớ chỉ muốn đi về nhà và cậu thấy đấy. Màu xanh, tâm trạng u uất. Từ khi Dạ Ân tộc bị Trừng Nguyên Sinh chối bỏ, tớ cũng chưa từng quay trở lại. Dù có nhà cũng không thể về. Ngôi nhà không thể trở về.